Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác chiếc C300 phiên bản sản xuất năm 2017, hộp số 9 cấp. Chiếc xe này thì được trang bị rất nhiều đồ chơi. Chiếc này của em thì hiện tại đang chạy 30.000 mai các bác nhé. Biển Hà Nội 30G26703, màu trắng, nội thất màu đen ạ. Chủ xe mới thay 4 quả lốp rất là dày. Đấy. Rất là đẹp. Màu trắng, nội thất màu đen mọi người nhá, lốp này rất dày ạ. Cái này thì về mọi người có thể đi khoảng tầm 4-5 vạn nữa. Chiếc này em vừa mua nhá, vẫn bụi bẩn còn nguyên này. Chưa làm gì cả. Đấy, bụi bẩn. Không vấn đề gì đâu ạ, yên tâm. Các bác mua xe của em thì các bác biết rồi. Em thường xuyên quay xe nguyên bản. Chiếc này em chỉ vừa rửa qua nước lã thôi để giao luôn cho các bác xem hình ảnh thực tế của xe, không cần phải làm bất kỳ một cái điều gì cả. C300 thì nó là AMG nhá, có cốp điện ạ. Rất là nhiều option. Đây, cái này vẫn còn nguyên này. Em mua thế nào, chủ xe mua của chủ xe như nào về vẫn còn nguyên. Đấy. C300 AMG. Màu trắng, nội thất màu đen. Nguyên bản nha các bác nhá. Mua như nào em để nguyên cho các bác xem luôn. Chiếc xe này thì full option luôn. Nội thất màu đen rất là đẹp ạ. Camera 360 độ này mọi người nè. Đấy. Một lát nữa thì vào trong thì chúng ta sẽ khám phá được rất nhiều những cái option của nó. C300 sản xuất năm 2017. Chiếc này mà về đến tay em khoảng 2-3 ngày thôi, đánh bóng phủ ceramic lên thì tuyệt vời luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong nhá, để xem chiếc xe này có những cái gì. Em sẽ đi thẳng sang ghế lái luôn cho mọi người cùng xem. Cái này bụi bẩn nhá, tất cả xe em mua về nó đang bụi bẩn. Đấy. Trên chiếc C300 này nó trang bị rất nhiều đồ chơi luôn ạ. Các bác có thể nhìn thấy này, camera 360 độ. Đấy, một tính năng mà trên chiếc Mercedes gần như là chỉ có một mình nó có thôi. Đấy, đây là bụi bẩn nhé mọi người nhé. Để ý của em là xe em mua về như nào em quay nguyên cho các bác xem luôn. Đấy, bụi bẩn một chút thôi. Đấy. Vân carbon rất là đẹp, sạch sẽ. Vô lăng zin đây nhé mọi người nhá. Đồng hồ hiện bây giờ là gọi là 30.000 mai đấy ạ. 30.000 mai. Loa bu master, cốp điện này, cảnh báo va chạm này, camera 360, đèn auto, rất nhiều những cái option. Đấy. Đẹp đúng không ạ? Chiếc này thì em không nhớ nó là bao nhiêu mã lực nhưng mà nó rất là mạnh. Thật sự em không nhớ chuẩn xác con số nhưng mà rất là mạnh. Đấy. Chìa khóa đấy, chìa khóa logo của Mercedes. Cảm ứng chuột này. Chiếc xe này được trang bị loa bu master rất là hay đấy. Nhưng mà hiện tại là do lý do bản quyền của YouTube cho nên em không thể nào quay cho mọi người nghe luôn cái test luôn cái loa này. Đấy, hàng ghế sau thì còn rất là đẹp mọi người nhá. Em đảm bảo cho mọi người nếu tìm C300 chiếc này có thể nghiên cứu rất kỹ ạ. Đấy. Cửa sổ trời panorama nhá. Em là Song Thảo, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em. Khi cần mọi người có thể liên hệ qua số hotline của em, em để bên dưới màn hình đấy ạ. Nếu mọi người bận có thể chat Zalo với em nhá. Dạ vâng, em cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em. Đừng quên là like và đăng ký kênh ủng hộ cho em nhá.
Em xin phép dừng video đây, em chào mọi người ạ.